Trí tuệ kinh dịch, lắng giận diệt dục, đắc được phúc báo, thành tựu đại nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, Quẻ Tổn trong Kinh Dịch đề xướng rằng người quân tử nên giảm bớt sự giận dữ và tham lam của mình để tăng cường tu dưỡng phẩm hạnh và thực hành việc tốt. Tư tưởng này ngày nay vẫn mang lại nhiều cảm hứng cho chúng ta. Ngoại trừ các bậc giác giả, Bồ Tát, A-la-hán, Thánh nhân, những bậc chân tu đã thực sự siêu việt, đạt tới cảnh giới giải thoát, thì phàm ở đời, lòng tham, sự ham muốn là điều mà ai cũng có. Nó thuộc về bản chất của con người, chỉ khác nhau ở mức độ mà thôi. Tham, sân, si trong Phật giáo được gọi là tam độc, tức là ba thứ độc hại, đầu độc tâm hồn con người, làm cho con người rơi vào trầm luân, đau khổ. Khi nhiều người bàn về cách đạt được hạnh phúc, họ đều nghĩ đến việc biết đủ thường vui. Tuy nhiên, có người lại phản đối quan điểm này. Họ cho rằng tôn giáo quá tiêu cực. Họ tin rằng chỉ không biết đủ, xã hội mới phát triển, cá nhân mới tiến bộ. Điều này thực ra liên quan đến việc nhìn nhận ham muốn của con người. Từ quan điểm của Kinh Dịch, ham muốn của con người bao gồm cả tính khí. Như Lão Tử cũng đã giảng, trong vạn vật không có vật nào không ôm dương và bồng âm. Vì thế tính khí con người cũng vậy, đều có hai thuộc tính âm và dương, đều có hai mặt cả. Vì thế cho nên việc tuyệt đối khẳng định hay tuyệt đối phủ định ham muốn của con người đều không hợp lý, đều là cực đoan. Ham muốn tự nó vốn không có tội lỗi, không có sự phân biệt cao quý hay tốt xấu. Nhưng ham muốn ở con người thì nó lại có sự phân biệt về cấp độ. Điều này nói chung được mọi người đồng tình. Có những ham muốn thuộc về tầng vật chất sinh lý, có những ham muốn thuộc về tầng đạo đức tình cảm, và có những ham muốn thuộc về tầng tâm hồn tâm linh. Ba tầng cảnh giới này có thể được phân biệt cao thấp. Ham muốn tầng vật chất sinh lý nằm ở tầng cơ bản thấp nhất, ham muốn tầng đạo đức tình cảm nằm ở vị trí trung bình, và ham muốn ở tầng tâm hồn tâm linh là ở tầng cao nhất. Các tầng lớp xã hội khác nhau sẽ có yêu cầu khác nhau về các tầng ham muốn. Một người hoàn thiện, tiến bộ nên dần dần nâng cao tầng ham muốn của mình. Nếu chỉ dừng lại ở tầng vật chất sinh lý hoặc theo đuổi vô hạn ở tầng này, cuộc sống của người đó khó tránh khỏi bị đóng dấu là tầm thường, cũng sẽ cản trở sự phát triển của chính mình và đương nhiên không thể cảm nhận được hạnh phúc đích thực. Cổ nhân xưa luôn đề cao và coi trọng phẩm chất đạo đức và lấy đó làm nền tảng để lập thân. Người hiện đại chúng ta ngày nay không thể nói là không coi trọng điều này. Tuy nhiên, trong một xã hội hiện đại, chúng ta đều sống trong cơn lốc của kinh tế thị trường, của thời đại kim tiền. Phần lớn chúng ta sống rất vội vã, gấp gáp và hối hả chạy theo việc truy cầu lợi ích vật chất. Mà vì thế chúng ta thường không để ý hoặc xem nhẹ và cho rằng những lời rao giảng về đạo đức, những hành động tốt là giả tạo, là cao ngạo, là giả thiện. Kỳ thực nếu quan sát thì chúng ta có thể thấy một vài năm trở lại đây, truyền thông, báo đài cũng đã phơi bày vạch trần những khuất tất, quan ngại trong cách kêu gọi làm từ thiện của một số cá nhân, cộng đồng có ảnh hưởng trong xã hội. Khi sự thật được phanh phui khiến cho lòng tin của cộng đồng, người dân bị suy giảm nghiêm trọng trong việc này. Có lẽ vì thế mà nhiều người mới cho rằng những lời rao giảng đạo đức là giả tạo, là giả thiện. Do giá trị nhân sinh quan của mỗi người đều có những quan điểm và cách nhìn nhận về sự việc hiện tượng không đồng nhất, không giống nhau. Mỗi người đều có thể đưa ra những lập luận để bảo vệ quan điểm riêng của mình. Ví như năm xưa, Mạnh Tử và Tuân Tử đều là những nhà nho trứ danh thời chiến quốc. Mạnh Tử thì đề xuất bản tính con người vốn là thiện, Tuân Tử thì đề xuất ngược lại, bản tính con người vốn là ác. Điều này đã gây ra một cuộc tranh cãi gay gắt lúc bấy giờ, và kết thúc là một người được phong là Á Thánh Nho gia, một người trở thành tội đồ thiên cổ. Cho đến ngày nay, nếu đưa hai quan điểm này ra bàn luận, có lẽ cũng không khỏi gây ra các cuộc tranh cãi. Tuy nhiên, theo quan điểm khách quan của Kinh Dịch, thì nhân tính vốn dĩ không phải là thiện, cũng không phải vốn dĩ là ác. Thiện và ác là những khái niệm tương đối, không có thuộc tính độc lập tuyệt đối. Thiện và ác là hai mặt của một vấn đề, là cùng một nguồn gốc. Như Lão Tử cũng đã giảng, họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của mối họa. Vì thế khi hành động thiện lan rộng trong xã hội, hành động ác cũng sẽ theo đó mà phát sinh. Tương tự, khi xã hội dường như đang xuống dốc, những hành động thiện, việc làm tử tế cũng đồng thời tăng lên. Tu sửa, bồi dưỡng những hành động lương thiện của chúng ta không phải để cho người khác nhìn thấy, mà là để cho chúng ta sống một cách hợp lý hơn, thoải mái hơn và an nhiên hơn. Tâm lý con người bao giờ cũng cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc khi làm điều gì đó giúp đỡ, có ích cho mọi người hoặc cộng đồng. Chỉ có những người không ngừng tu dưỡng thân tâm, tăng cường tích đức hành thiện mới có thể đạt được cảnh giới hạnh phúc và thành công thực sự. Để tu hành thực sự hiệu quả điều đó, việc giảm tổn tham dục và tăng ích thiện hành là cách thức rất quan trọng. Trừng phẫn chất dục, đắc được phúc báo, thành tựu đại nghiệp. Trừng phẫn chất dục có nghĩa là kiềm chế sự giận dữ, hạn chế ham muốn. Thành ngữ này được tìm thấy từ tác phẩm Tỉnh Thế Hàng Ngôn của Phùng Mộng Long đời nhà Minh. Trong đó chép, mỗi người nên cảnh giác, kiềm chế sự giận dữ và ham muốn, không nên mong muốn vượt quá mức bình thường để bảo đạo. Đây cũng là nguyên tắc đúng đắn để bảo vệ bản thân và gia đình. Truy ngược lại thời gian, thành ngữ này được bắt nguồn từ Quẻ Tổn trong Kinh Dịch. Đại tượng truyện Quẻ Tổn nói: Sơn trạch tổn, quân tử dĩ trừng phẫn chất dục. Nghĩa là dưới núi có đầm là quẻ tổn, người quân tử xem tượng đấy mà dằn ép khí tức giận, ngăn lấp lòng ham muốn của mình. Từ hình tượng quẻ cho ta thấy, quẻ tổn là sự xếp chồng được cấu thành từ hai quẻ. Thượng quái hay ngoại quái là quẻ cấn, tượng trưng cho núi. Hạ quái hay nội quái là quẻ đoài, tượng trưng cho đầm lầy. Quẻ cấn tượng trưng cho núi là dương khí, xu hướng vận động hướng lên trên. Ví như trong cơ thể con người, dương khí hướng lên trên chính là khí giận dữ, dễ phát ra mà khó kiểm soát. Chúng ta cũng thường nói với nhau, nộ khí xung thiên, tức sùi bọt mép, giận dựng tóc gáy, nổi giận đùng đùng, đều thể hiện tính chất vận động hướng lên của khí giận. Quẻ đoài tượng trưng cho đầm lầy và âm khí, xu hướng vận động hướng xuống dưới. Ví như trong cơ thể con người ta là âm khí hướng xuống dưới chính là khí tham lam, dễ nảy sinh mà khó dứt. Chúng ta cũng thường nói với nhau, thèm thuồng nhỏ dãi, lòng tham không đáy, được vòi đòi tiền, nó đều thể hiện tính chất vận động hướng xuống dưới của khí tham lam. Quẻ cấn tượng trưng cho núi, đức tính của quẻ này chính là ý chí vững chắc, dùng ý chí này mà ngăn chặn dừng lại. Ý muốn nói rằng khi người ta giận dữ thì ở trạng thái không lý trí, dễ hành động thiếu suy nghĩ, hại người hại mình, cần phải kiềm chế. Đó chính là ý nghĩa của trừng phẫn, nghĩa là kiềm chế sự giận dữ. Một điển cố sử thế kinh điển kể về Địch Nhân Kiệt cự tuyệt sắc dục, đắc được phúc báo thành tựu sự nghiệp như sau. Địch Nhân Kiệt là tể tướng nổi tiếng của thời nhà Đường dưới triều Võ Tắc Thiên. Địch Nhân Kiệt làm quan thanh liêm, chính trực và liêm minh, lấy thân mình làm gương cho người khác, vì lợi ích của bách tính mà dám lên tiếng, một mực bảo vệ chăm lo cho bách tính, không sợ thế lực cường quyền. Người đời sau gọi ông là trụ cột của nhà Đường. Thời niên thiếu, Địch Nhân Kiệt có tài văn chương hơn người, tướng mạo lại càng khôi ngô tuấn tú. Có một lần trên đường lên kinh thành dự thi, ông ở lại một quán trọ. Đêm khuya tĩnh lặng, khi Địch Nhân Kiệt đang chăm chú tập trung đọc sách dưới ánh đèn thì có người gõ cửa bước vào. Hóa ra là cô con dâu xinh đẹp của người chủ quán trọ. Cô ấy là một góa phụ trẻ, ban ngày nhìn thấy Địch Nhân Kiệt khí chất nhỏ nhã tới tìm chỗ trọ, không kìm được nên đã nảy sinh tình cảm, nhân cơ hội này để được gần gũi. Địch Nhân Kiệt thấy người thiếu phụ lưu luyến không rời đi, liền nói một cách ôn hòa: Cô còn trẻ lại xinh đẹp như vậy, đang lúc đêm thâu tịch lặng cùng ta nỉ non tâm sự, e khó tránh làm lòng người rung động. May thay trước kia có vị hòa thượng già đã từng nhắc nhở ta không được tham sắc phạm dâm. Ta đã khắc ghi trong lòng, lúc nào cũng giữ ở trong tâm. Cho dù cô xinh đẹp như vậy, cũng nên nghiêm cẩn tuân thủ lễ tiết, chứ nên vượt ngoài khuôn phép. Người thiếu phụ tò mò hỏi Địch Nhân Kiệt: Rốt cuộc hòa thượng đã nói những gì mà khiến ngài vào lúc then chốt lại khắc chế được bản thân như vậy? Địch Nhân Kiệt cười đáp: Vị lão tăng ấy từng nói, từ tướng mạo của ta mà suy đoán thì là người vinh hiển phú quý, tương lai định sẵn sẽ là vị quan nổi danh trong thiên hạ, nhưng nhớ phải giữ giới sắc. Lão hòa thượng đã nhắc nhở vậy rồi, ta sao lại có thể mạo hiểm đem tiền đồ một đời để đổi lấy một phút hoan lạc nam nữ? Nhưng mà người bình thường đa phần khó qua được ải mỹ nhân. Lúc ấy ta đã thỉnh giáo vị lão tăng, yêu thích mỹ sắc là việc thường tình của con người. Với loại sắc dục này thì trước khi chuyện xảy ra, ai ai cũng đều biết tự giữ gìn, việc xong rồi cũng biết hối hận. Nhưng khi tâm sắc dục bùng lên thì hết thảy mọi hậu quả đều không để vào đầu, cho rằng là chuyện nhỏ, vô hại, ngẫu nhiên, lần sau sẽ không làm như vậy nữa. Do đó mỗi lần gặp phải sự việc của lần sau đều nghĩ như vậy, lần nào cũng nghĩ như vậy, cứ mãi tiếp tục trầm luân như vậy, thì rốt cuộc phải dùng cách gì mới dập tắt được ngọn lửa sắc dục, không để nó tiếp tục bùng cháy? Lão tăng đã khuyên răn và bày cho ta hai cách như thế này. Thứ nhất là ta dạy ngươi một phương pháp tốt. Nam nữ vì tham luyến sắc đẹp và sinh dục niệm, lúc này ngươi hãy tưởng tượng đối phương đột nhiên bị bệnh nặng, gầy guộc như que củi, tóc tai bù xù bẩn thỉu, hốc mắt sầu hoắm, trông đáng sợ như con ma. Rồi tưởng tượng khi cô ta chết, dáng vẻ co giật xấu xí, và sau khi chết cơ thể thối rữa bốc mùi, thì ngọn lửa dục vọng của ngươi sẽ lập tức nguội lạnh. Cách thứ hai là mỗi khi có ai đó dẫn động làm khởi tâm sắc dục của cậu, cậu hãy nghĩ như thế này: vạn ác dâm vi thủ, đây là con ma sắc đang lợi dụng ta để dẫn dụ ta phạm đại tội tà dâm. Đồng thời cũng là con ma sắc đang lợi dụng ta để khiến người ấy phạm đại tội tà dâm. Sắc đẹp và vẻ mỹ lệ, nhu mì của người ấy càng xâm nhập vào tâm trí ta, làm ta khó tự chủ, thì con ma sắc ấy càng có thể đạt được mục đích của nó. Một khi tâm trí bị mê mẩn và làm ra những chuyện thất đức tạo nghiệp, thì cậu sẽ vì lẽ đó mà chịu đựng khổ nạn kéo dài. Ta kính phục và tuân theo lời giáo huấn của Lão Hòa Thượng, không dám quên và làm trái lời giáo huấn một chút nào. Người thiếu phụ nghe Địch Nhân Kiệt nói xong, lặng lẽ suy nghĩ một hồi, rồi quỳ xuống trước Địch Nhân Kiệt cảm tạ, nét mặt lộ vẻ hổ thẹn. Cảm tạ lời dạy bảo và khuyên răn của ân công. Ân công đã giúp tôi bảo toàn được danh tiết, cũng giúp tôi từ nay về sau biết được làm sao diệt được si tâm và vọng niệm của chính mình. Sống đến ngày hôm nay tôi mới biết rằng việc khống chế cái tâm của mình là cần phải học. Địch Nhân Kiệt ứng thí và đỗ đạt, sau đó làm quan đến chức tể tướng, trở thành trụ cột quan trọng giúp ổn định quốc gia của triều Đường. Trong thời gian làm quan, ông đốt sách khiêu dâm, khuyến khích dân chúng đề cao đạo đức lễ nghi, trở thành một danh thần thời đó. Như câu nói đức năng thắng số, thành công của Địch Nhân Kiệt hoàn toàn là 7 phần do ông và 3 phần do số phận. Suốt cuộc đời ông siêng năng học tập, tu dưỡng đức hạnh thân tâm. Lối suy nghĩ của Địch Nhân Kiệt rất trí tuệ, làm sao chỉ có thể vì một khắc truy hoan mà hủy đi tiền đồ tươi sáng của cả một đời. Cơn giận khó kiềm chế, ham muốn khó ngừng. Có câu rằng không có huyết tính thì không phải là nam nhi, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cái gọi là huyết tính, thứ gọi là sắc đẹp cũng là phân chia thành hai phần, cũng là dương trong âm, âm trong dương. Huyết tính và mỹ nhân bản thân không có lỗi, lỗi là ở chỗ chúng ta quá tô điểm tôn vinh, quá tham luyến. Khi cơn giận bùng phát, chúng ta mất đi lý trí, trước sắc đẹp chúng ta quên mất đạo đức, vui sướng nhất thời nhưng hối hận vô hạn. Nếu Địch Nhân Kiệt trong câu chuyện trên bị sắc đẹp khuất phục, có lẽ đã làm lỡ dở con đường khoa cử của mình. Ông có thể trở thành một vị tể tướng danh tiếng trong lịch sử, không thể không nói đến việc kiềm chế dục vọng của ông là một yếu tố trọng yếu. Như đã nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Kỳ thực những ai qua được ải mỹ nhân mới là anh hùng thực sự, và Địch Nhân Kiệt là một người như thế. Nhân sinh tại thế, chỉ khi lắng giận, diệt trừ lòng tham muốn của cải, vật chất cũng như sắc dục, cùng gia tăng tích đức hành thiện, thì con người mới có thể đạt được sự thanh thản trong tâm hồn, từ đó đạt đến cảnh giới hạnh phúc và thành công thực sự. Đây là một hành trình không ngừng nghỉ, yêu cầu sự kiên trì và nỗ lực, nhưng phần thưởng là một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa, không chỉ cho bản thân mà còn cho cộng đồng và xã hội. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quý báu để lắng nghe bài chia sẻ này. Một lần nữa, xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.